Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Đan Nguyên trên đất Mỹ. Cuộc sống hiện tại của Đan Nguyên sau 20 năm rời xa quê hương luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đan Nguyên được coi là hiện tượng âm nhạc Việt Nam nổi tiếng tại hải ngoại với dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, trong khi những năm gần đây nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã trở về Việt Nam thì anh vẫn chưa có duyên tái ngộ quê hương. Do đó, cuộc sống hiện tại ở nước Mỹ của anh luôn giành được nhiều sự quan tâm. Từ lâu, nhiều người hâm mộ vẫn thường chia sẻ rằng Đan Nguyên có cuộc sống vô cùng giàu sang tại Mỹ. Minh chứng là việc anh khoe ảnh đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe của mình. Đan Nguyên cũng thường chia sẻ hình ảnh của những món đồ hiệu thuộc các thương hiệu thời trang xa xỉ và đắt giá nhất hành tinh trên trang cá nhân. Ngoài ca hát và chơi đàn guitar, Đan Nguyên còn chơi nhiều môn khác để giải trí và rèn luyện sức khỏe như đánh võ, tập thể hình hay chơi cầu lông hoặc bóng bàn. Đan Nguyên không còn là tên tuổi với khán giả yêu âm nhạc. Vào những năm 2000, anh là một giọng ca hải ngoại được yêu thích với hàng loạt bản hit như Đắc Mộ Cuộc Tình, Cánh Diều Mưa, Giao Bán Phần Thơ Say, Lại Nhớ Người Yêu. Bên cạnh chất giọng ấm áp, Đan Nguyên còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lãng tử và điển trai. Nhiều năm trôi qua, chàng ca sĩ ấy dù đã 37 tuổi nhưng vẫn phong độ như ngày nào. Sinh ra ở vùng đất mộng mơ Huế, Đan Nguyên vốn đã đam mê âm nhạc từ bé. Thuở còn thiếu niên, anh rất thích nghe thể loại nhạc vàng và là fan của các danh ca nổi tiếng như Chế Linh, Tuấn Vũ, Bảo Yến, Duy Khánh. Đến năm 1998, nam ca sĩ cùng gia đình chuyển sang định cư tại Mỹ. Ở nơi đây, anh đã nuôi dưỡng giấc mơ được đứng trên sân khấu của mình. Vào năm 2006, sau khi đoạt giải một cuộc thi âm nhạc, Đan Nguyên đến trung tâm ACR thử giọng. Ngay lập tức, anh đã được nhận và trở thành một trong những át chủ bài của trung tâm. Sau khi phát hành nhạc phẩm Thói Đời cùng ca sĩ Trúc Phương, tên tuổi của Đan Nguyên ngày càng được chú ý đến. Cũng từ đó, anh được đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước mến mộ. Ngoài giọng hát, nam ca sĩ còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều fan girl. Anh chàng sở hữu một vẻ ngoài đầy thu hút với gương mặt soái ca cùng body cực chuẩn. Bên cạnh việc đi diễn, Đan Nguyên còn rất thích luyện tập thể dục thể thao. Anh có niềm đam mê với các hoạt động thể chất từ tập gym, boxing cho đến bóng đá. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Đan Nguyên có cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở trời Tây. Anh thường công khai chia sẻ những món đồ xa xỉ mà mình tậu về, từ xế hô, phụ kiện cho đến quần áo. Hầu hết đều được nam ca sĩ mua từ những thương hiệu đắt đỏ. Hiện tại, Đan Nguyên thường xuyên đi diễn ở nhiều sự kiện, phòng trà lớn nhỏ trên đất Mỹ. Với cách hát mới lạ, anh đã thổi hồn vào nhiều bài hát cũ như Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Chuyện Đồi Hoa Sim hay Thành Phố Mưa Bay. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, nam ca sĩ luôn được xem là một hiện tượng mới trong làng nhạc hải ngoại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng giọng hát và phong cách trình diễn của anh vẫn khiến công chúng tan chảy. Đến nay, Đan Nguyên vẫn thể hiện rất thành công các ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng trên kênh YouTube của mình. Nam ca sĩ thường đăng tải các MV ca nhạc và nhận về lượt xem cao ngất ngưởng. Trong thời gian sắp tới, người hâm mộ cũng hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục mang đến nhiều nhạc phẩm hơn nữa. Nam ca sĩ điển trai Đan Nguyên từng là người tình trong mộng của biết bao cô gái, biết bao thế hệ. Bởi vậy, ngoài chuyện ca hát, những vấn đề xoay quanh đời sống hôn nhân, tình cảm của anh cũng là đề tài được nhiều người quan tâm. Chắc chắn sẽ có nhiều khán giả thắc mắc, Đan Nguyên có vợ chưa? Vợ Đan Trường sinh năm bao nhiêu? Vợ của Đan Nguyên bao nhiêu tuổi? Kim Tuyền theo học ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế thuộc Đại học San Jose. Kim Tuyền cũng có kinh nghiệm trong ngành giải trí với 7 năm làm phát thanh viên cho đài Area San Francisco. Cuối năm 2009, vợ Đan Nguyên thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. Tên tuổi của Kim Tuyền rất nổi trong giới tư vấn tài chính Mỹ. Vợ Đan Nguyên cũng từng đồng hành với ông bầu của chồng mình tổ chức đêm nhạc Idol Music Event tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn hồi năm 2011. Đêm nhạc do vợ Đan Nguyên tổ chức còn có sự góp mặt của Á quân American Idol 2008 DAV. Vợ chồng Đan Nguyên quen biết nhau từ năm 2005 và mãi đến tận năm 2010 mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tuy có sự chênh lệch lớn về tuổi tác nhưng vợ của Đan Nguyên rất chín chắn và cảm thông cho sự nghiệp của anh Bo. Khi được hỏi về Kim Tuyền, ca sĩ Đan Nguyên từng trả lời rằng hai người rất hợp nhau.
luôn lưu luyến, nhớ nhung nhau mỗi khi xa cách. Trong quãng thời gian quen biết, dù rất bận rộn chạy show cả trong nước và nước ngoài, tuy nhiên ca sĩ Đan Nguyên vẫn thường xuyên quan tâm, dành thời gian và bày tỏ tình cảm với Kim Tuyền. Năm 2013, thông tin ca sĩ Đan Nguyên cưới vợ đã gây xôn xao và sự chú ý lớn đối với dư luận trong nước. Vợ Đan Nguyên và nam ca sĩ điển trai này đã không ngại chi mạnh tay một khoản tiền lớn để tổ chức tiệc cưới hoành tráng. Được biết, đám cưới Kim Tuyền và Đan Nguyên và đám cưới sang trọng nhất tại San Diego lúc bấy giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.